Chào các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Nguyễn Hoàng Thạch Thảo, giáo viên trường tiểu học An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngày hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng các em trong môn khoa học lớp 5 với chủ đề Những vật liệu xung quanh em. Ở chủ đề này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vật liệu chủ yếu sau. 1. Tre mây sông. 2. Sắt gan thép. 3. Đồng và hợp kim của đồng. 4. Nhôm. Bài học sẽ giúp các em biết được tên gọi, đặc điểm, tính chất cũng như công dụng của những vật liệu trên. Qua đó chúng ta có ý thức sử dụng và bảo quản các sản phẩm làm ra từ những vật liệu này. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên, phần 1, tre mây sông. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm và công dụng của tre mây sông. Cô mời các em mở sách giáo khoa khoa học lớp 5 trang 46. Các em hãy đọc các thông tin và kết hợp với hiểu biết của mình để lập bảng so sánh đặc điểm công dụng của tre mây sông. Để giúp các em lập được bảng so sánh dễ dàng hơn, chúng ta hãy cùng quan sát trên màn hình, quan sát thêm hình ảnh của tre mây và sông nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng đối chiếu lại với kết quả của cô nhé. Đặc điểm và công dụng của tre mây sông. Về đặc điểm, tre mọc thành bụi, cây mọc đứng, cao khoảng 10 đến 15 mét, thân rỗng, gồm nhiều đốt thẳng, cứng, có tính đàn hồi. Đặc điểm của mây sông, mọc thành bụi, cây leo, thân gỗ dài, không phân nhánh, có loài dài đến hàng trăm mét. Về công dụng của tre là làm nhà, đồ dùng trong gia đình, nông cụ. Công dụng của mây sông, đan lát, làm đồ mỹ nghệ, làm dây buộc bè, làm bàn ghế. Với những đặc điểm và công dụng như thế, thì tre mây sông có thể làm ra được những đồ vật cụ thể nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ hai, một số đồ dùng làm bằng tre mây sông. Cô mời các em quan sát hình 4, 5, 6, 7 và trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, kể tên các đồ dùng có trong hình 4, 5, 6, 7. Câu hỏi tiếp theo, những đồ dùng đó được làm từ vật liệu nào? Ở hình số 5, chúng ta có đồ dùng là bàn ghế tiếp khách, làm từ vật liệu là mây sông. Hình số 6, đó là rổ, từ vật liệu tre mây. Hình số 7, ở đây có các đồ dùng, tủ, giá đựng đồ, ghế, đều làm từ vật liệu mây sông. Các em thấy không, trên đây đều là những vật dụng được sử dụng rộng rãi trong mỗi gia đình chúng ta. Ngoài ra thì tre mây sông còn là một nguyên liệu rất được ưa chuộng trong sản xuất đồ mỹ nghệ. Từ những chiếc lồng đèn trang trí bằng tre hay những chiếc túi xách thời trang được đan từ mây đến những chiếc lọ cắm hoa xinh xắn bằng mây sông, tất cả những sản phẩm này đều được đôi bàn tay khéo léo của những người thợ, những người nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta tạo nên đó các em. Và nổi tiếng nhất là các làng nghề ở các tỉnh, thành phố phía Bắc như là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Hà Nội.
những sản phẩm được làm ra từ tre mây sông có được sử dụng lâu bền hay không là do cách bảo quản của mỗi con người chúng ta. Vậy nên các em cần lưu ý, đồ dùng bằng tre mây sông thường được sơn dầu để chống ẩm mốc. Không nên để các đồ dùng này ngoài mưa nắng. Đây chính là cách bảo quản tốt nhất đấy các em ạ. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm, công dụng và cách bảo quản của tre mây sông. Vậy chúng ta thấy rằng tre mây sông là những vật liệu phổ biến ở nước ta, được dùng làm đồ dùng trong gia đình, trong sản xuất, làm hàng mỹ nghệ. Đồ dùng bằng tre và mây sông thường được sơn dầu để chống ẩm mốc, không để ngoài mưa nắng. Phần thứ hai, cô mời các em cùng tìm hiểu sắt, gang, thép. Nội dung thứ nhất, nguồn gốc tính chất của sắt, gang, thép. Các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 48 và hoàn thành bản sao. Để giúp các em thực hiện được yêu cầu này, cô có một số câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu hỏi số 1. Trong tự nhiên, sắt có ở đâu? A. Thiên thạch. B. Các quặng sắt. C. Thiên thạch và các quặng sắt. D. Các mỏ khoáng sản. Đáp án chính xác là câu C. Thiên thạch và các quặng sắt. Câu hỏi số 2. Gang, thép đều có thành phần nào chung? A. Hợp kim của sắt. B. Hợp kim của sắt và carbon. C. Hợp kim của đồng. D. Hợp kim của nhôm. Câu trả lời chính xác là câu B. Gang và thép đều là hợp kim của sắt và carbon. Câu hỏi số 3. Gang có đặc điểm gì? A. Rất cứng. B. Giòn không thể kéo thành sợi. C. Có thể uốn hoặc kéo thành sợi. D. Rất cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. Đáp án chính xác là câu D. Gang có đặc điểm là rất cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. Câu hỏi số 4. Thép có đặc điểm gì? A. Cứng, bền, dẻo, có loại bị rỉ, có loại không. B. Dễ bị rỉ trong không khí ẩm. C. Cứng, giòn. D. Bền, dẻo, không bị rỉ. Câu trả lời chính xác là câu A. Thép có đặc điểm cứng, bền, dẻo, có loại bị rỉ, có loại không. Qua các câu hỏi trắc nghiệm vừa rồi, chúng ta rút ra được về nguồn gốc. Sắt có nguồn gốc là có trong thiên thạch và trong quặng sắt. Gang có nguồn gốc từ hợp kim của sắt và carbon. Nguồn gốc thép cũng là hợp kim của sắt và carbon thêm một số chất khác. Về tính chất, sắt dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập, có màu trắng xám, có ánh kim. Gang có tính chất là rất cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. Tính chất của thép, cứng, bền, dẻo, có loại bị rỉ trong không khí ẩm, có loại không. Qua đây ta thấy được gang và thép đều là những hợp kim của sắt và carbon, nên chúng có những tính chất giống và khác nhau. Với những tính chất như vậy thì sắt, gang, thép được sử dụng như thế nào trong đời sống hàng ngày? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ hai, ứng dụng của sắt, gang, thép trong cuộc sống. Các em hãy quan sát các hình trong sách giáo khoa trang 48-49 để trả lời câu hỏi sau. Sắt, gang, thép được dùng để làm gì? Để giúp các em hiểu rõ hơn về ứng dụng của sắt, gang, thép trong cuộc sống, cô mời các em quan sát lên màn hình. Đây là đường ray tàu hỏa, được làm bằng thép. Còn đây là lan can nhà, cũng được làm bằng thép. Cầu được làm bằng thép.
Nồi, được làm bằng gang. Dao, kéo, dây thép, được làm bằng thép. Các dụng cụ mở ốc vít, được làm bằng thép. Đây là hình ảnh về quy trình sản xuất sắt thép cho xây dựng, từ nguyên liệu thô đến thành phẩm, của một nhà máy sản xuất gang thép lớn của nước ta. Qua đó ta thấy được, sắt là một kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim, chấn song sắt, hàng rào sắt, đường sắt, thực chất được làm bằng thép. Các hợp kim của sắt được dùng để làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc và nhiều loại máy móc, tàu xe, cầu đường sắt. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu thêm một vật liệu nữa, đó là đồng và hợp kim của đồng. Nội dung thứ nhất, tính chất của đồng và hợp kim của đồng. Các em hãy quan sát một cuộn dây đồng và cho biết màu sắc, độ sáng, tính cứng, tính dẻo. Về màu sắc, ta thấy đồng có màu đỏ nâu. Về độ sáng thì đồng có ánh kim. Tính cứng, không cứng bằng sắt. Về tính dẻo, ta thấy đồng dẻo, dễ uống, dễ dắt mỏng hơn sắt. Dựa vào những điều các em vừa tìm hiểu, hãy đọc thêm thông tin sách giáo khoa trang 50 để hoàn thành phiếu bài tập sau. Nào, chúng ta cùng kiểm tra phần bài làm của mình với kết quả của cô. Đồng có tính chất đó là có màu đỏ nâu, có ánh kim, không cứng bằng sắt, dễ dát mỏng, dễ kéo thành sợi và uốn thành bất kỳ hình dạng nào, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Tính chất của hợp kim của đồng đó là hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu, với kẽm có màu vàng, chúng đều có ánh kim, cứng hơn đồng. Cô khái quát lại nội dung như sau. Đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim. Đồng rất bền, dẻo, dễ uống, dễ dát mỏng hơn sắt, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Hợp kim của đồng có màu nâu hoặc vàng, có ánh kim và cứng hơn đồng. Chính vì những tính chất trên nên đồng và hợp kim của đồng được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Và chúng thường được ứng dụng để làm gì? Chúng ta cùng sang nội dung thứ hai, tìm hiểu về ứng dụng và cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng. Các em hãy quan sát các hình minh họa và nói tên các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng. Hình số 1, đây là dây điện. Hình số 2 là các đồ thờ cúng. Hình số 3 đó là gì? Rất quen thuộc, đó chính là kèn. Hình số 4 chính là chuông. Hình số 5, đây được gọi là tỉnh. Hình số 6 là mâm. Đồng và hợp kim của đồng còn được dùng để làm ra một số đồ vật khác, như là chiên, hoặc là dùng để đúc tượng như tượng Phật, tượng đài thánh gióng. Ngoài ra còn được sử dụng trong công nghệ đóng tàu như là chân vịt tàu thủy, làm trống đồng và đặc biệt dùng trong chế tạo vũ khí chính là đạn. Như vậy chúng ta thấy rằng đồng là kim loại được sử dụng rộng rãi. Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển. Các hợp kim của đồng được dùng để làm các đồ dùng trong gia đình như nồi, mâm, các nhạc cụ như kèn, còng, chiên, hoặc để chế tạo vũ khí, đúc tượng. Các đồ dùng làm bằng đồng, hợp kim của đồng có thể bị xỉn màu, vì vậy thỉnh thoảng cần dùng thuốc lau chùi giúp chúng sáng bóng trở lại. Đó chính là cách bảo quản các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung cuối cùng của ngày hôm nay, đó là nhôm. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, nguồn gốc và tính chất của nhôm. Các em hãy đọc thông tin sách giáo khoa trang 52, 53 và quan sát một số hình ảnh sau để tìm hiểu về nguồn gốc và tính chất của nhôm. Từ hình ảnh quan sát kết hợp cùng nội dung sách giáo khoa, ta thấy về nguồn gốc, nhôm có trong vỏ trái đất và quặng nhôm. Về tính chất, có màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi, dễ giác mỏng. Nhôm dùng làm dây điện, điều này chứng tỏ nhôm cũng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Ngoài ra thì nhôm còn nhẹ hơn sắt và đồng, không bị rỉ nhưng có thể bị axit ăn mòn. Như vậy cô có tính chất của nhôm như sau: có màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi, dễ giác mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhẹ hơn sắt và đồng, không bị rỉ nhưng có thể bị axit ăn mòn. Nhôm còn pha trộn với một số chất khác như là đồng, kẽm để tạo ra hợp kim của nhôm, có tính chất bền vững, rắn chắc hơn nhôm. Và đây là một số sản phẩm bằng hợp kim của nhôm. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ hai, tác dụng của nhôm và hợp kim của nhôm. Trước khi xem nhôm và hợp kim của nhôm có những tác dụng gì, thì chúng ta cùng xem qua quy trình sản xuất một vật dụng bằng nhôm từ quặng nhôm. Đầu tiên là nhôm được lấy từ quặng nhôm, sau đó được xử lý, tạo ra nhôm nguyên chất. Nhôm nguyên chất được đưa vào lò nung chảy, nấu ở nhiệt độ cao, và sau đó cho nhôm đã nấu chảy vào khuôn đúc. Tiếp tục xử lý bề mặt, cuối cùng là tạo ra mẫu mã các sản phẩm. Từ quy trình trên, chúng ta thấy có rất nhiều đồ dùng được tạo ra từ nhôm và hợp kim của nhôm, như dụng cụ làm bếp, nồi, chảo, muỗng, nĩa, vân vân. Nhôm còn được dùng làm khung cửa, làm vỏ của nhiều loại đồ hộp, là một số chi tiết máy và một số bộ phận của các phương tiện giao thông như ô tô, máy bay, vân vân. Qua những nội dung vừa rồi, ta rút ra được kết luận: nhôm và hợp kim của nhôm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, như dùng để chế tạo các dụng cụ làm bếp, làm vỏ của nhiều loại hộp, làm khung cửa và một số bộ phận của các phương tiện giao thông như tàu hỏa, ô tô, máy bay, tàu thủy. Điều đặc biệt chúng ta cần ghi nhớ đó là khi sử dụng đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm, cần lưu ý không nên đựng thức ăn có vị chua lâu vì nhôm dễ bị axit ăn mòn. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về đặc điểm, tính chất và công dụng của những vật liệu xung quanh chúng ta. Sau đây, cô có một số nội dung cần lưu ý với các em trong chủ đề này. Ở chủ đề này, các em cần lưu ý, ghi nhớ cho cô đặc điểm, tính chất, công dụng của một số vật liệu chủ yếu sau. Thứ nhất là tre. Đặc điểm tính chất: cây mọc thẳng, có nhiều đốt, thân rỗng bên trong, cứng, có tính đàn hồi. Công dụng của tre là làm nhà, làm đồ gia dụng trong gia đình, vân vân. Thứ hai, sắt. Đặc điểm tính chất: có màu trắng xám, có ánh kim, dẻo, dễ uống, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập. Công dụng của sắt là làm vật liệu xây dựng nhà, các công trình, đồ gia dụng trong gia đình. Vật liệu thứ ba, đồng. Đặc điểm tính chất của đồng là có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ giác mỏng và kéo thành sợi, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Công dụng của đồng: làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển, làm nhạc cụ, chế tạo vũ khí, đúc tượng, vân vân. Vật liệu thứ tư, nhôm. Nhôm có đặc điểm tính chất là có màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi, dễ giác mỏng, không bị rỉ nhưng có thể bị axit ăn mòn, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
Công dụng của nhôm là chế tạo dụng cụ làm bếp, làm vỏ hộp, làm khung cửa và một số bộ phận của ô tô, tàu biển. Đây là những vật liệu gần gũi có trong thiên nhiên mà ông trời đã ban tặng cho con người. Chính vì thế, bản thân con người chúng ta khi khai thác và sử dụng cần phải thực hiện hợp lý và có hướng tái sử dụng những sản phẩm khi bị hư hoặc cũ để không gây lãng phí các vật liệu trên và tránh việc khai thác bừa bãi dẫn đến sự mất dần tài nguyên, tác động đến môi trường sống của chúng ta. Tiết học đến đây là kết thúc. Các em về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài học kế tiếp, đó là bài đá voi.